Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ Nghệ An tháng 10 của tỉnh đoàn Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Tỉnh đoàn Nghệ An phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19. Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức hoạt động kỷ niệm 51 năm chiến thắng Trung Bồn ngày 31 tháng 10 năm 1968, ngày 31 tháng 10 năm 2019. Ban thường vụ tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh tổ chức tuyên dương 23 học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện. Tỉnh đoàn Nghệ An ký kết chương trình phối hợp công tác với tỉnh đoàn ba tỉnh có chung đường biên giới nước bạn Lào. Lễ trao học bổng Vừa A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi. Đoàn viên thanh niên giúp dân khắc phục lũ lụt. Các cấp bộ đoàn hội sôi nổi tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Với chủ đề mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đồng hành cùng thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp, cổ vũ và phát triển tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, góp phần xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm kinh tế xã hội vùng Bắc Trung Bộ và khẩu hiệu thanh niên Nghệ An bản lĩnh, tình nguyện, sáng tạo, phát triển. Từ ngày 3 đến ngày 4 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Vinh, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 6 chính thức diễn ra. Phiên trọng thể của đại hội diễn ra vào ngày 4 tháng 10 năm 2019. Tham dự đại hội có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Thái Tinh Quý, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, quyền Bí thư Tỉnh đoàn cùng 250 đại biểu chính thức đại diện cho sức trẻ, trí tuệ và hoài bão của hơn 1 triệu hội viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã không ngừng nỗ lực là cánh tay nối dài để đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên trong xã hội, tạo điều kiện để hội viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh vượt qua khó khăn, để lập thân lập nghiệp trở thành những công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh những kết quả tích cực, đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế trong triển khai công tác. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Thanh Quý đánh giá cao sự đóng góp to lớn, có hiệu quả của các tầng lớp thanh niên đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Đồng chí mong muốn nhiệm kỳ mới, các cấp hội cần tập trung tìm ra giải pháp hiệu quả, khắc phục những hạn chế. Các cán bộ hội phải thực sự là thủ lĩnh của thanh niên, có tâm huyết trách nhiệm, dám hy sinh, biết lắng nghe thanh niên, hiểu thanh niên, có khả năng vận động thuyết phục thanh niên. Cũng đánh giá cao những kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An, anh Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng những kết quả hoạt động đã góp phần khẳng định vị trí, uy tín của hội đối với thanh niên, tin tưởng rằng với phẩm chất, năng lực và uy tín, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục sáng tạo không ngừng, đưa phong trào thanh niên tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh trong giai đoạn mới, đáp ứng sự tin yêu kỳ vọng. Sau 2 ngày, đại hội đã hiệp thương chọn cử 54 anh chị vào ủy ban hội, 17 anh chị vào ban thư ký, hiệp thương chọn cử chủ tịch và 4 phó chủ tịch. Theo đó, anh Chu Đức Thái tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An khóa mới. 23 anh chị sẽ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong khuôn khổ đại hội đã diễn ra, thảo luận và đóng góp ý kiến văn kiện đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 6, chia 3 trung tâm thảo luận với nhiều ý kiến sôi nổi của các đại biểu xoay quanh nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến thanh niên, trao bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019. Tuyên dương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi và trao giải dự án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên nông thôn 2019, tổ chức các hoạt động tình nguyện trên địa bàn thành phố Vinh và các vùng lân cận. Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tặng cờ thi đua cho Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An bức tượng với dòng chữ Thanh niên Nghệ An bản lĩnh, tình nguyện, sáng tạo, phát triển. Tối ngày 5 tháng 10, tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ phát động đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề Tuổi trẻ Nghệ An sắt son niềm tin với Đảng. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh,
đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, quyền Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại biểu Đoàn Thanh niên ba tỉnh Siêng Khoảng, Bô Ly Xăm Say, Hủa Phăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, quyền Bí thư Tỉnh đoàn kêu gọi tuổi trẻ trên quê hương Bác Hồ kính yêu sẵn sàng hoạt động với tâm thế mạnh mẽ, với lòng quyết tâm thực hiện hiệu quả những công trình, những chỉ tiêu đã đặt ra, lập nhiều thành tích mới và tự hào đón mừng chặng đường mới của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, góp phần vào sự phát triển của quê hương và đất nước. Vào thời điểm ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa danh Trung Bồn đã đi vào lịch sử và trở thành một dấu son đáng nhớ trong cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của nhân dân ta trong thế kỷ 20. Nhân dịp kỷ niệm 51 năm ngày chiến thắng Trung Bồn, ngày 29 đến ngày 30 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong và lễ dâng hoa dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn. Tại lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tối ngày 29 tháng 10, thay mặt tuổi trẻ tỉnh nhà, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, quyền Bí thư Tỉnh đoàn đã tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, mong muốn tuổi trẻ toàn tỉnh phấn đấu, cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và sống xứng đáng hơn với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Chương trình thể hiện sự biết ơn vô hạn của thế hệ trẻ hôm nay đối với các anh các chị và lớp lớp thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và lời nhắc nhở tới các thế hệ mai sau về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh mất mát to lớn đó. Sáng ngày 30 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại nhà tưởng niệm khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn. Sáng ngày 29 tháng 9 tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, Tỉnh đoàn tổ chức tuyên dương đoàn viên thanh niên, học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện năm học 2018-2019. 23 em học sinh tiêu biểu được tuyên dương là những bông hoa tươi thắm nhất đại diện cho hơn 150.000 học sinh, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục ngoại ngữ, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh, hoạt động được triển khai từ năm 2019 đến năm 2020. Nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cho thanh thiếu niên, tôn trọng những tấm gương học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, cổ vũ những tấm gương giàu mơ ước, biết vươn lên hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, từ đó tạo động lực thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh. Dịp này các em được tham quan làng Sen, quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm dâng hoa dâng hương và trồng cây lưu niệm tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 10, đoàn thanh niên ba tỉnh Siêng Khoảng, Bô Ly Khăm Say, Hủa Phăn của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ký kết chương trình phối hợp công tác trong những năm tới. Trong những năm qua, tuổi trẻ Nghệ An luôn coi trọng và nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-Lào bằng những việc làm thiết thực. Trong chương trình công tác hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm chỉ đạo đoàn, thanh niên các huyện có chung đường biên giới tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa. Tiêu biểu trong đó có huyện đoàn Kỳ Sơn tổ chức kết nghĩa và giao lưu hàng năm với huyện Nong Héc, Siêng Khoảng. Đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ bốn tỉnh nhằm phát huy và giữ gìn mối tình thủy chung son sắt của hai nước Việt Nam và Lào. Trước đó, đoàn các tỉnh bạn đã tham dự Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An và tham quan một số địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 10 tại thành phố Vinh, Tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh Nghệ An phối hợp với Quỹ học bổng Vừa A Dính, Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu tổ chức lễ trao học bổng cho 126 em học sinh người dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi trên địa bàn toàn tỉnh. Tham dự chương trình có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừa A Dính, chủ nhiệm Câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, đồng chí Nguyễn Thị Thơm, quyền Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh, các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và đông đảo các bạn đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn. Phát biểu tại buổi lễ, bà Trương Mỹ Hoa mong muốn các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng dân tộc thiểu số tiếp tục vươn lên, phấn đấu học tập tốt, trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tại chương trình, 126 suất học bổng trị giá 126 triệu đồng đã được trao cho các em học sinh tiêu biểu người dân tộc thiểu số các đồng bào Thái, Thanh, Thổ, Mông. Trận mưa lụt ngày 16 đến ngày 17 tháng 10 năm 2019 là trận lụt lịch sử trong 20 năm qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gây ra nhiều hậu quả cho bà con nhân dân. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đơn vị đoàn trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân trong trận lụt và giúp đỡ khắc phục hậu quả. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu đông trong đới gió đông trên cao, nên ở Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn đã làm ngập nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh và các huyện trên địa bàn ngập sâu trong nước. Một số địa bàn mưa đã kéo dài 2 đến 3 ngày
và gây ngập nhiều tuyến đường sông suối. Trước tình hình đó, tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thành thị, thị đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện xung kích, phối hợp với chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, cũng như hỗ trợ các em học sinh tại các vùng ngập sâu, nguy hiểm về nhà an toàn, phân luồng giao thông, ứng cứu các phương tiện bị chết máy, giúp đỡ bà con nhân dân, tiểu thương khu vực chợ Vinh vệ sinh môi trường, thu dọn rác thải và di dời gần 100 tấn hàng hóa bị ngập sâu trong nước. Thưa quý vị, các cấp bộ đoàn hội sôi nổi các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vinh tổ chức giải bóng đá qua lưới nam thành phố Vinh mở rộng lần thứ 2 năm 2019 trong 3 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, hấp dẫn với tổng số 94 trận đấu ở các nội dung hạng cán bộ đoàn, hạng A 2 người, hạng A 3 người. Các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những đường bóng đẹp, đậm chất kỹ thuật, những trận đấu kịch tính hấp dẫn. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba cho các đội tuyển ở 3 nội dung thi đấu. Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2019, Câu lạc bộ Thanh niên Phát triển thị xã Hoàng Mai tổ chức gặp mặt doanh nhân chào mừng kỷ niệm ngày doanh nhân ngày 13 tháng 10. Câu lạc bộ Thanh niên Phát triển Kinh tế thị xã được thành lập theo quyết định số 20 QĐ-UBH ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã. Sau hơn một năm hoạt động, từ 19 thành viên, đến nay câu lạc bộ đã kết nạp được 30 thành viên với tổng số vốn đầu tư của các thành viên câu lạc bộ là 25 tỷ đồng, doanh thu 40 tỷ đồng, lợi nhuận 12 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hơn 400 lao động. Câu lạc bộ thực sự là hạt nhân khơi dậy phong trào khởi nghiệp của các bạn trẻ được lãnh đạo thị xã quan tâm và kỳ vọng. Sáng ngày 9 tháng 10, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tổ chức giải bóng chuyền cán bộ đoàn Hội huyện Nghi Lộc năm 2019. Tham dự giải đấu có 8 đội tuyển bóng chuyền nam, 7 đội bóng chuyền nữ đến từ 8 khối, 4 cụm thi đấu khối xã, thị trấn, khối trường học, khối hành chính, lực lượng vũ trang, khối doanh nghiệp, sự nghiệp, khối ngân hàng, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 10 năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thanh niên tỉnh phối hợp tổ chức chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh với chủ đề Nói không với bạo lực học đường tại các huyện Quỳ Hợp, Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn, Đô Lương. Chương trình các em đã được diễn giả thạc sĩ tâm lý Phan Thành Hồ đến từ Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên miền Nam chia sẻ những câu chuyện, bài học bổ ích về tình bạn đẹp, cách ứng xử văn hóa ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Từ đó giáo dục kỹ năng nhân cách để các em học sinh phòng tránh bạo lực học đường, tạo dựng môi trường học đường văn hóa, góp phần to lớn trong hình thành nhân cách đối với thế hệ tương lai của đất nước. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Ban Thường vụ Thị đoàn Hoàng Mai tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thị xã với thanh niên và tuyên dương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo thị xã và đặc biệt có gần 600 cán bộ đoàn viên thanh niên đại diện cho nguyện vọng hơn 16.000 đoàn viên thanh niên trong toàn thị xã. Hội nghị cũng tổ chức tuyên dương 14 gương mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thị xã Hoàng Mai năm 2019. Mỗi thanh niên đều có những thành tích xuất sắc trên lĩnh vực của mình, xứng đáng là tấm gương để đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã noi theo. Huyện đoàn Nghi Lộc đã triển khai thí điểm cổng trường an toàn giao thông tại hai trường mầm non của hai xã Nghi Long và Nghi Yên. Bằng việc làm thiết thực như phân công tình nguyện viên có mặt tại cổng trường để hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh chấp hành quy tắc đảm bảo an toàn giao thông như phân làn, sắp xếp xe gọn gàng, chỉ dẫn phân đường để đảm bảo an toàn giao thông. Sau khi triển khai, tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm tại các cổng trường trước và sau giờ học giảm hẳn, ý thức của phụ huynh khi tham gia giao thông được nâng cao và quan trọng mô hình có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục nề nếp, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2019, huyện đoàn Tân Kỳ phối hợp tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vì thanh niên năm 2019 cho 4 trường: Trung học phổ thông Tân Kỳ, Trung học phổ thông Lê Lợi, Trung học phổ thông Tân Kỳ 3, Trung tâm giáo dục ngoại ngữ giáo dục thường xuyên. Tham dự hội thi, các thí sinh trả lời các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm với nhiều lĩnh vực: dân số, sức khỏe sinh sản, văn hóa, xã hội, lịch sử, các câu hỏi về Đảng, Đoàn. Kết quả chung cuộc, em Lê Thị Thu Uyên trường Trung học phổ thông Tân Kỳ xuất sắc vượt qua câu hỏi số 30 và rung được chuông vàng. Ban tổ chức còn trao giải cho các thí sinh có thành tích tốt, trao 3 giải tập thể cho 3 trường có cổ động viên sôi động nhất, trao 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ngày 4 tháng 10 năm 2019, huyện đoàn Con Cuông phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019 cho hơn 500 cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã thu được 385 đơn vị máu.
Cũng trong dịp này, ngày 10 tháng 10 2019, gần 1.500 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh huyện Con Cuông tham gia hội chợ việc làm, xuất khẩu lao động khu vực miền Tây Nghệ An năm 2019. Phần lớn hội chợ lần này cần lao động là lắp ráp điện tử, sợi dệt may mặt đến từ các đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đến giao dịch với 1.500 chỉ tiêu vị trí việc làm trong nước và 4.000 chỉ tiêu đi làm việc ở các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Bulgaria, Trung Đông được giới thiệu tuyển dụng. Cũng tại buổi lễ khai mạc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Con Cuông đã ký biên bản hợp tác giữa huyện và các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động. Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức chương trình tập huấn truyền thông bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2019 diễn ra trong một ngày 16 tháng 10 năm 2019 tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn cho hơn 50 đoàn viên thanh niên, đại diện cho các đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Chương trình được nghe khái quát về tình hình ô nhiễm nước, đất và ô nhiễm môi trường, khí hậu của nước ta hiện nay nói chung và huyện Nghĩa Đàn nói riêng. Qua chương trình giúp cho đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về các nguy hại do ô nhiễm môi trường gây ra, từ đó tuyên truyền sâu rộng đến tầng lớp nhân dân, các em học sinh về công tác bảo vệ môi trường. Bản tin Tuổi Trẻ Nghệ An đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, mời quý vị vui lòng truy cập vào website www.tinhđoanNgheAn.vn hoặc Facebook Tỉnh Đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinmedia đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.